Good morning, Trilim xin thân chào với các bạn thân mến. Sáng hôm nay, Trilim xin trân trọng giới thiệu với các bạn một cái chủ đề nét văn hóa cuối tuần của các bạn trẻ ở Úc Châu. Thi đấu football, tức là bóng bầu dục. Các bạn thân mến, ở Úc Châu vào cuối tuần thì các bạn trẻ có những câu lạc bộ thể dục thể thao như câu lạc bộ về bóng tròn, câu lạc bộ về cricket và câu lạc bộ về bóng bầu dục và nhiều câu lạc bộ khác như bơi lội hoặc là chèo thuyền vân vân. Tuy nhiên, hôm nay Trilim xin trân trọng giới thiệu với các bạn về bộ môn thi đấu bóng bầu dục ở Úc. Đây là một bộ môn rất đặc biệt ở Úc các bạn ạ. Là khi thi đấu bóng bầu dục thì quả bóng hình bầu dục này nó chiều dài khoảng 30 cm và đường kính khoảng 15 cm. So với soccer, tức là đá bóng, thì quả bóng hình tròn các bạn nhé. Đây là một cái nét đặc biệt là sự khác biệt giữa bóng tròn và bóng bầu dục, tức là người Úc gọi là football. Khi thi đấu bóng bầu dục thì những cái điều chúng ta cần biết là hai trụ gôn ở hai đầu của hai đội, thì bóng bầu dục mỗi một trụ gôn có bốn cột các bạn, hai cột lớn đứng giữa và hai cột phụ nhỏ đứng phía sau. Và khi đội A đá vào gôn đội B ở giữa hai cột lớn thì được 6 điểm. Và nếu đá vào một trong hai cái bên của những cái trụ nhỏ thì được 1 điểm. Đó là cái về cách tính điểm của sân gôn các bạn nhé. Tức là gôn của mỗi đội có 4 trụ, hai trụ lớn cao đứng giữa, hai trụ nhỏ đứng hai bên. Nếu đội nào đá vào giữa của hai trụ lớn thì được 6 điểm. Và nếu đá vào một trong hai bên thì mỗi đội đó được 1 điểm. Về đội banh thì khi ra quân mỗi bên 18 cầu thủ, hai bên tổng số 36 cầu thủ tranh tài tổng số trên sân cỏ các bạn ạ. Về trọng tài thì có hai trọng tài chạy ở sân cỏ để kiểm tra kỷ luật của thi đấu, và hai trọng tài ở hai đầu gôn để kiểm tra sự chính xác của quả bóng bầu dục đá vào ở giữa hai bên và xác định số điểm của trận thi đấu. Tức là đội trọng tài gồm có 4 người các bạn nhé. Và một cái đặc điểm khi thi đấu bóng bầu dục là cầu thủ có thể dùng chân để vờn banh, và có thể dùng tay để bắt banh, và có thể cử động vừa chạy vừa bắt banh và vừa đá, tổng hợp 3 động tác cùng một lúc. So với bóng đá thì chúng ta chỉ dùng chân mà đá, còn bóng bầu dục Úc Châu là vừa chân đá và tay bắt banh, và có thể giành banh của đội khác qua sự tranh banh lẫn nhau. Khi hai đội có sự tranh giành banh một cách rất là tiếp cận với nhau, và có thể vật ngã xuống đất và chờ một thời gian quả banh không rơi ra thì trọng tài sẽ phát hiện thổi còi và cho ngưng lại cuộc đấu, thu quả banh, và lúc đó trọng tài sẽ dời quả banh lên và bắt đầu tiếp tục hiệp đấu các bạn ạ. Hai trọng tài ở giữa sân, tức là chạy theo các cầu thủ để kiểm tra kỷ luật của các cầu thủ có tuân theo quy định của cuộc thi đấu hay không. Nếu sự tranh giành banh không phù hợp với luật chơi thì trọng tài sẽ thổi phạt. Các bạn thấy đây là những huấn luyện viên, người ta đi ở ngoài để quan sát các huấn luyện viên của mình chơi trong sân có đúng theo quy định hay không. Nếu không đúng quy định thì sẽ có những cái tín hiệu báo hiệu sửa sai cho những cầu thủ của mình để đi đúng là vị trí chính xác.
ở vị trí tiền đạo, hay ở giữa sân phòng thủ, hoặc là ở dưới cùng để giữ gôn. Bộ bao môn bóng bầu dục ở Úc này rất là đặc biệt các bạn ạ. Được thành lập năm 1877, ký hiệu là AFL, tức là Australia Football League, tức là đội banh truyền thống của nước Úc. Trong khi đấu, banh football này có mặt đặc điểm là một trận đấu có 4 đợt các bạn nhé, mỗi đợt 20 phút. Sau 20 phút thi đấu thì các cầu thủ này được giải lao và sau đó tiếp tục thi đấu tiếp, và tổng số là 4 lần, mỗi lần 20 phút, là tổng số 80 phút sẽ kết thúc trận thi đấu. Trong thi đấu thì các cầu thủ tranh giành banh, có thể đôi khi dùng chân để dẫn banh, hoặc là bắt banh trong tay và chạy. Trong quá trình chạy phải dồi banh liên tục, và sau đó có thể dùng chân đá vô gôn của đội phía bên kia để đạt. Nếu các bạn đá vô trụ giữa của sân gôn thì được 6 điểm. Nếu đá hai bên thì mỗi lần như vậy là 1 điểm. Các bạn thân mến, tuổi trẻ Úc Châu cuối tuần trông thật là rất là yêu mến thể thao, rất thích thú các bạn ạ. Bởi vì ngay từ trường tiểu học ở Úc, trừ những cái trường sát trung tâm thành phố, còn tất cả những trường ở vùng ven thành phố, từ tiểu học đến trung học, mỗi trường đều có một sân cỏ rất rộng lớn, và dành cho luyện tập thể dục thể thao là một trong những môn học chính khóa của trường tiểu học và trung học các bạn ạ. Đặc biệt là tiểu học, chương trình chính khóa của thể dục thể thao có môn bơi lội, là môn các bạn trẻ rất thích thú. Và tất cả các bạn trẻ ở Úc học tiểu học và trung học sau khi hoàn thành thì đều biết bơi, trong quá trình đó là rất tốt. Ngoài ra, trường có nhiều cái chương trình về các môn thể thao, như là những môn soccer, tức là đá bóng tròn, hoặc những môn football như là bóng bầu dục, và những môn cricket là môn của Úc cũng rất là lạ, và môn nữa là và môn bơi lội vân vân. Do đó, trường nào cũng có môn tập thể dục thể thao rất rộng, và trở thành một cái thói quen cho tất cả các bạn trẻ ở Úc là đa phần rất thích thể dục thể thao. Ngoài ra, các cái câu lạc bộ địa phương cũng tổ chức những cái câu lạc bộ về thể dục thể thao cho các bạn trẻ từ thiếu niên đến tuổi thanh niên các bạn nhé. Tuổi thiếu niên thì bậc tiểu học và trung học thì đều có những câu lạc bộ về bóng bầu dục, về những câu lạc bộ về cricket, và môn câu lạc bộ về bóng tròn và bơi lội, chèo thuyền vân vân. Thì cuối tuần, ngoài các sinh hoạt ở trường, các bạn trẻ có thể tham gia các câu lạc bộ địa phương, phong trào thể dục thể thao của các bạn trẻ ở Úc rất là sôi nổi và hứng thú. Đặc biệt hàng năm ở Úc, quanh năm đều có tất cả các mùa thi đấu các bạn nhé. Khu vực về mùa thu và mùa đông thì môn bóng bầu dục là phổ biến, thi đấu trung bình từ 2 tháng, khoảng 2 tháng. Và về mùa hè thì có những cái môn về quần vợt mở rộng của Úc, và có những cái môn về cricket, tức là môn thi đấu giao hữu của tất nước Anh, Ấn Độ, Pakistan đến Úc để thi đấu môn cricket. Và nói chung quanh năm TV truyền hình của Úc thường thường chiếu tất cả những cái chương trình thể dục thể thao quanh năm các bạn ạ. Điều này tạo ra các trẻ em thiếu niên ở Úc rất thích thú và môn thể dục thể thao này. Đặc biệt môn bóng bầu dục này người Úc nói chung rất thích thú các bạn nhé. Khi các
cái câu lạc bộ này người ta có những cuộc thi đấu lớn ở các giữa thành phố này và tiểu bang kia, thì có những cái màu cờ sắc áo khác nhau. Nếu chúng ta theo đội nào thì chúng ta mua những cái áo hoặc những cái nón hoặc những cái khăn ký hiệu của những đội đó và đi cổ vũ phong trào rất là hào hứng và tích cực các bạn ạ. Và ngoài ra người Úc còn có những cái membership, tức là hội viên của những các câu lạc bộ bóng bầu dục. Các bạn sẽ đóng lệ phí cho câu lạc bộ và các bạn được xem thi đấu tất cả các trận quanh năm của những cái đội của mình mua membership, tức là thành viên của đội các bạn. Các bạn thấy không, ở trước đây là phụ huynh đang đứng chờ các con của mình đang thi đấu và người ta cũng hào hứng theo dõi từng bước thi đấu của các con mình và vỗ tay hoan hô khi con mình đá vô gôn của đội khác. Các bạn thấy cuối tuần người Úc rất là an nhiên tự tại. Nhiều lĩnh vực giải trí, nào là đi picnic câu cá, đi về các nông trại thưởng thức trái cây, hoặc đi chợ trời mua những món đồ thích thú, hoặc là đưa con cái đến những nơi luyện tập thể dục thể thao để làm một cái bức thưởng ngoạn đúng nghĩa của người Úc các bạn ạ. Các bạn thấy phụ huynh người ta đang đứng hào hứng theo chiều của những cái cầu thủ của con mình thi đấu. Các cầu thủ rất là tích cực chạy thi đấu các bạn ạ. Sân này rất rộng ở khu vực địa phương các bạn nhé. Các bạn trẻ đang thi đấu giữa hai màu áo vàng, đội áo vàng và đội áo xanh. Các bạn thấy huấn luyện viên người ta chạy trực tiếp nhắc nhở những cầu thủ của đội mình làm việc đúng chức năng. Và ngoài ra những ông huấn luyện viên ở ngoài này cầm những cái tờ biểu đồ sắp xếp những cái cầu thủ ngồi thi đấu đúng vị trí của mình. Các bạn thấy xa kia thì vì cái sân này quá rộng các bạn nhé. Các bạn thấy đây là phụ huynh người ta đứng chờ ở bên trong. Bây giờ trận thi đấu cũng vừa kết thúc các bạn. Do đó các đội của đội xanh này sẽ tập trung lại và ông huấn luyện viên cầm một cái bảng để nhận xét trận đấu vừa qua và xem những bạn nào chưa tích cực sẽ được khuyến cáo và tích cực hơn. Đội áo xanh này thì sau qua quá trình thi đấu thì với đội áo vàng thì chúng ta thấy đội áo vàng có vẻ lấn phần thắng nhiều hơn. Các bạn thấy sân cỏ rất rộng rãi và thoáng mát ở một khu vực địa phương các bạn nhé. Đây là một cái phong trào thể dục thể thao của các bạn trẻ Úc cuối tuần rất là tích cực vào cuối tuần các bạn á. Và phong trào thể dục thể thao, các môn chơi thể dục thể thao của các bạn trẻ Úc rất yêu thích môn thể dục thể thao các bạn ạ. Sau khi ông huấn luyện viên đã trao đổi xong thì các bạn trẻ này vô nghỉ và sẽ tiếp tục ra đấu phần kế tiếp. Bây giờ các bạn thấy phụ huynh người ta cũng bắt đầu đến gần để ủng hộ tinh thần các cầu thủ của đội nhà. Các bạn thấy không khí buổi sáng chủ nhật của người Úc rất thanh bình, tự tại và an nhiên các bạn ạ. Sau khi lái xe đến đây đưa có con thi đấu, phụ huynh ngồi ủng hộ tinh thần và sau đó vô câu lạc bộ phía trong ngồi uống cà phê hoặc là ăn sáng vân vân. Các bạn thấy người Úc người ta có một ngày cuối tuần rất an nhiên tự tại. Bây giờ các đội áo vàng cũng bắt đầu vô luôn rồi các bạn nhé, để nghỉ ngơi sau khi đã đá xong một hiệp. Bây giờ các bạn thấy là ông huấn luyện viên này đi rất nhanh để vô dặn dò các đội cầu thủ của mình.
Đây là một câu lạc bộ của địa phương. Hôm nay, sáng hôm nay thì có những cái đội ở nơi khác đến thi đấu với câu lạc bộ này. Và phụ huynh ở đây người ta đứng ngoài chờ đợi và rất là phấn khởi trong trận thi đấu các bạn nhé. Vì tinh thần thể dục thể thao của người Úc, tất cả trẻ em rất thích thú. Các bạn thân mến, đến bây giờ Tri Liêm cũng xin giới thiệu với các bạn về nét đấu bóng bầu dục ở Úc cuối tuần của các bạn trẻ. Là một môn thi đấu rất truyền thống và tạo được cái phong trào thể dục thể thao của các trẻ ở nước Úc này rất là tiến triển tốt đẹp, và các bạn trẻ Úc rất thích thi đấu các bạn nhé. Tri Liêm chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và quan tâm những cái nét giới thiệu của Tri Liêm về văn hóa Úc, đời sống cuối tuần của các bạn trẻ thi đấu bóng bầu dục các bạn nhé. Các bạn xem đây là một cái tư liệu cũng rất là dễ thương. Chúc các bạn một ngày bình an và hạnh phúc bên người thân của mình. Xin trân trọng chào tạm biệt các bạn.